Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay chúng ta cùng vào bếp để nấu món bún chả. Và đây là phần chả mẹ em làm từ video hôm trước nè quý cô bác. Nếu quý cô bác không nấu bún chả như thế này, mình dùng phần chả này mình nấu bún rươi chai cũng rất là ngon. Chả thì dai dai, nước súp ngọt đậm đà, cùng một ít nấm rơm nè, còn bún thì dai dai nữa. Ăn kèm với một ít giá nè, rồi rau muống, rau quế. Rau muống và giá có thể trụng qua nước sôi hoặc là ăn sống như thế này đều ngon. Chấm cùng một ít nước mắm chay, thêm một ít sa tế. Thấy hấp dẫn không quý cô bác? Bây giờ em xin mời quý cô bác vào bếp và cùng nấu với em nha. Và đây là tất cả nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Ở đây em có 200g chả. Chả trứng chai này em làm ở video hôm trước, quý cô bác có thể xem tham khảo nha. Tiếp theo là 300g nấm rơm, có thể dùng nấm đùi gà, nấm bào ngư đều được ạ. Một ít hành lá. Gia vị gồm có 2 muỗng canh đường, 3 muỗng cà phê hạt nêm chai và 2 muỗng canh nước mắm chai. Tùy theo độ mặn lạt của nước mắm mà quý cô bác sử dụng cho thích hợp nha. Còn thêm một ít dầu ăn nữa. Về rau củ để nấu nước ngọt thì em sẽ dùng đó chính là cà rốt. Và đây là 200g cà rốt em đã tỉa hoa rồi. Một ít quả ớt. Quý cô bác có thể dùng cải trắng hoặc là cải muối đều được nha. Và 4 quả cà chua. Ăn kèm thì có rau quế nè, rồi giá, rồi rau muống bào sợi. Để nấu món bún chả thì không thể nào thiếu bún rồi. Ở đây em có 1 kg bún tươi. Nguyên liệu như vậy đã đủ rồi đó quý cô bác. Bây giờ quý cô bác cùng nấu với em nha. Đây là 2 lít nước em nấu từ bắp ngọt, bây giờ em sẽ cho cà rốt vào. Quý cô bác có thể dùng thêm cải trắng, cải muối hoặc là các loại rau củ khác để nấu nước ngọt, tùy theo sở thích nha. Cho một ít dầu ăn vào chảo, đợi khi nào dầu nóng thì cho hành vào phi thơm. Khi thấy hành thơm thì cho nấm rơm vào xào. Không dùng nấm rơm thì quý cô bác có thể dùng nấm đông cô nè, nấm bào ngư, nấm mối, nấm đùi gà. Có nấm thì món bún chả nó sẽ ngon hơn. Xào nấm khoảng 1 phút thì nêm gia vị vào đây. Em nêm vào đây 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm chai và 1 muỗng cà phê nước mắm chai, sau đó thì đảo đều. Tiếp theo nữa là cho cà chua vào luôn. Cà chua thì em cắt múi cao nhỏ nha quý cô bác. Nấu bún chả thì nó cũng giống như là bún riêu vậy, nhưng mà nó không có mắm đậu. Nấu bún riêu thì cần phải có mắm đậu nó mới thơm. Đảo đều các nguyên liệu khoảng 2 phút thì cho tất cả vào trong nồi nước súp. Giờ chỉ cần nấu cho các nguyên liệu này nó chín là được. Trong lúc nấu thì quý cô bác khỏi cần đậy nắp nha. Do nước súp này là em luộc từ bắp ngọt cho nên phần nước của nó ngon lắm và thơm nữa. Sau khi các nguyên liệu đã chín rồi thì quý cô bác nêm nếm lại một lần nữa cho vừa ăn. Cứ nêm vào đây đường nè, hạt nêm chai, muối hoặc là nước mắm chai. Xong rồi thì cho vào đây một ít hành ngò và chả nữa là xong. Do chả đã chín rồi, mình cho vào đây để cho chả nóng nóng lại là có thể dùng. Bây giờ chuẩn bị một tô bún, cho các nguyên liệu lên, trang thêm nước súp là đã có tô bún chả rồi. Nấu bún chả như thế này rất nhanh gọn và đơn giản phải không quý cô bác? Đặc biệt là nước súp của nó rất là ngọt. Khi ăn thì bún dai dai, chả cũng dai dai, nước súp thì ngọt tự nhiên từ bắp ngọt. Món bún nhanh gọn đơn giản nhưng mà ăn rất ngon. Xin chúc quý cô bác có những bữa chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ video của em đã hết rồi. Rất cảm ơn quý cô bác đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác nhấn nút đăng ký kênh để xem món ăn chay mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.